Sóc Trăng và những đặc sản làm say lòng lữ khách. Sóc Trăng luôn có nét hấp dẫn riêng biệt, thu hút khách thập phương đến với mảnh đất miền Nam này. Ai đã một lần đặt chân tới đây, chắc chắn sẽ không quên được dư vị của những thức quà giản dị nhưng khó tìm này. 1. Hủ tiếu cà ri. Hủ tiếu cà ri là niềm tự hào của người dân Vĩnh Châu, Sóc Trăng, khác với hủ tiếu Mỹ Tho hay hủ tiếu Nam Vang lừng danh. Hủ tiếu nơi đây được biến tấu qua việc sử dụng thịt vịt xiêm thay cho thịt heo hay thịt gà. Khách du lịch yêu thích hủ tiếu Vĩnh Châu trước hết ở thứ nước dùng khác lạ. Nước dùng hủ tiếu vẫn đậm màu vàng đặc trưng nhưng ghi điểm nhờ mùi thơm nhẹ dịu cùng vị thanh thanh ít béo không gây ngán. Bánh hủ tiếu là một sự bất ngờ khi được tận tay người dân Vĩnh Châu làm ra, sợi nhỏ, mềm, độ dai vừa phải. Đặc sắc như thế nên đây là món ăn được mệnh danh là đặc sản Sóc Trăng hút hồn lữ khách. 2. Cháo cá lóc rau đắng. Chẳng có gì ngoài những nguyên liệu quen thuộc, nhưng người dân Sóc Trăng lại làm nên một món ăn đặc sản trứ danh. Món cháo cá lóc có lẽ đã quen thuộc với nhiều người, có chăng chỉ là cá lóc miền quê thịt chắc và ngọt hơn. Đúng là thế, nhưng nếu thiếu đi một chỗ rau đắng thì quả thật vị ngon của món ăn đã bị giảm đi nhiều phần. Rau đắng có lẽ hơi khó ăn đối với nhiều người, nhưng một khi đã nghiện vị đắng này sẽ không dễ gì dứt ra được đâu. 3. Bún vịt nấu tiêu. Bún vịt nấu tiêu thoạt nhìn giống mì vịt tiềm, nhưng đặc biệt hơn ở điểm là món này được nấu từ hột tiêu, xương và nước dừa tươi, vị ngọt hòa trong vị cây tê tê, nơi đầu lưỡi đưa vị giác ngay từ lần nếm thử đầu tiên. Bún thường được ăn kèm với nhiều loại rau sống như giá, rau muống bào, bắp chuối bào, rau quế. Cho thịt thêm dậy vị, một bát bún vịt ngon còn đòi hỏi một bát nước chấm chuẩn vị. 4. Bún nước lèo. Bún nước lèo vốn là một đặc sản của người Khmer, nhưng qua bàn tay khéo léo của người dân Sóc Trăng đã trở thành một đặc sản riêng có. Nguyên liệu chính để làm ra nước lèo của món bún này là con mắm được nấu trong nước sôi, đến khi thịt rã ra thì lọc bỏ xương trộn cùng với nước ninh từ xương gà hoặc heo. Là một món ăn hấp dẫn ngay từ phần nhìn nên thành phần của món ăn ắt hẳn cũng phải phong phú. Đậm trong nước luộc thanh ngọt là một phần cá lóc luộc cỡ hết xương, tôm tươi lột vỏ, thịt quay sắc nhỏ và bánh cống ăn kèm. 5. Bánh cống. Nhắc đến các loại bánh trong ẩm thực Sóc Trăng, bánh cống chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt. Loại bánh này có nhân là hỗn hợp của tôm tươi hấp cách thủy, đậu xanh đồi chín nguyên hạt, thịt nạc xay mịn. Bánh cống hấp dẫn người thưởng thức nhờ vẻ ngoài bắt mắt khó cưỡng. Một chú tôm cong cong căng tròn phía trên nhân bánh mềm thơm, mùi mỡ mới bỏ ra khỏi chảo chiên. Những món ăn chiên rán như bánh cống nhất định phải đi kèm với bát nước chấm chua ngọt đủ vị, để ăn bao nhiêu cũng không ngán. Nước mắm dùng ăn kèm với loại bánh này có màu hồ phách và là sự hòa trộn khéo léo của vị mặn, thơm nước mắm cá cơm nguyên chất, chút chua chanh, chút ngọt của đường và vị cay, thơm lòng của ớt, tỏi.